ngọc hà xin chào các bạn đến với chương trình cùng nhau học tiếng nhật của đài phát thanh nhật bản nhk vân anh xin chào các bạn nhân vật chính trong chương trình của chúng ta là anh cường người việt nam chúng ta sẽ cùng anh cường học từ vựng và mẫu câu sử dụng trong công việc và đời sống hàng ngày nhé Vân Anh ơi, hôm qua chị đã làm những việc gì ạ? À? Hôm qua ạ, làm việc xong, tôi đi xem phim với bạn. Đến tối rồi về nhà, làm việc một chút rồi đi ngủ thôi ạ. À. Ồ, thế là một ngày chị làm được nhiều việc nhỉ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về mẫu câu liệt kê tuần tự các sự việc nhé. Mẫu câu cơ bản của bài học hôm nay là Tôi đi ngân hàng, rồi sau đó đến công ty. Ginko ni <laughs> Ginko là ngân hàng. Nhi là trợ từ chỉ địa điểm. Itte là động từ ikimasu. Đi chia ở thể tê. Itte kara là sau khi đi đâu đó xong thì sẽ làm việc gì tiếp theo. Kaisha là công ty. Nhi là trợ từ chỉ địa điểm. Kimasu là đến. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần hội thoại. Sau khi làm việc xong, anh Cường đến báo cáo với trưởng ban về lịch làm việc của anh ngày hôm sau, bởi vì buổi sáng anh Cường muốn đi một nơi nào đó trước khi tới văn phòng. Ở công ty Nhật Bản, khi có sự thay đổi như là thời gian đi làm chẳng hạn thì phải thông báo. Mời các bạn cùng nghe bài số 6. Ano, <laughs> 明日の朝、市役所と銀行に行ってから会社に来ますそうですか午前中に市役所と銀行ですねはい銀行で口座を開きますどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞうぞどうぞどう 明日の朝市役所と銀行に行ってから会社に来ます Câu này có nghĩa là sáng mai tôi đi tòa thị chính và ngân hàng rồi sau đó đến công ty. Ashta là ngày mai. No là từ nối hai danh từ. Asa à là sáng. Như vậy, Ashta no Asa có nghĩa là sáng ngày mai. Shiakusho là tòa thị chính. Tô là trợ từ dùng để liệt kê các danh từ. Đứng cạnh Shiakusho là Ginko. Shiakusho to Ginko có nghĩa là tòa thị chính và ngân hàng. Phần còn lại của câu trên là mẫu câu cơ bản của bài hôm nay. Bây giờ là phần luyện tập. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng luyện tập mẫu câu liệt kê tuần tự các sự việc. Các bạn hãy nối hai câu sau đây với nhau. Các từ xuất hiện ở đây. Copy là bản sao. Todimas là chụp. Copy o todimas là chụp bản sao tài liệu. Kaigi là hội nghị hay là cuộc họp. Demas là tham dự để ghép thành một câu chúng ta bỏ đuôi ma sự của động từ thay bằng đuôi t rồi thêm kada bây giờ mời các bạn nghe lại à có thêm kara nữa nên câu trả lời theo tôi là copio torite à gần đúng ạ à. động từ thô đi ma sự biến đổi đặc biệt thành tốt tệ nên câu trả lời đúng sẽ là copio tốt tệ demas nghĩa là tôi chụp bản sao tài liệu rồi sau đó đi họp bây giờ chúng ta quay trở lại đoạn hội thoại そうですか. Vậy à, buổi sáng, cậu đi tòa thị chính và ngân hàng hả? Soudesuka có nghĩa là Vậy à. Đây là một trong những từ dùng để thể hiện sự quan tâm chú ý của mình đến câu chuyện của người nói. chu là Buổi sáng. Tiếp theo là trợ từ nhị Chỉ thời gian gozenchiu có nghĩa là vào buổi sáng. Chị Vân Anh có nhớ nghĩa của cụm từ shiyakusho to cô không ạ? À? Có ạ, à, tôi nhớ, dùng từ to để liệt kê các danh từ, cho nên cụm từ shiyakusho to cô có nghĩa là tòa thị chính và ngân hàng. Vâng đúng rồi ạ. À. Còn desu ne dùng để khẳng định lại với người nghe. Hai. ]銀行で口座を開きます. vâng, tôi sẽ mở tài khoản ở ngân hàng hay là vâng, ginko là ngân hàng De là trợ từ chỉ địa điểm cố ra là tài khoản ố là trợ từ chỉ mục đích hirakimasu là mở cố ra hirakimasu có nghĩa là mở tài khoản ở Nhật Bản trụ sở chính quyền địa phương là nơi cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho cuộc sống chính vì vậy mà Anh cường muốn đi đến đó xem sao bây giờ là phần Jotatsno cột sự để giúp các bạn hiểu thêm về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản hôm nay chúng ta sẽ nghe giới thiệu về những dịch vụ dành cho người nước ngoài tại trụ sở chính quyền địa phương ở Nhật Bản <laughs> Số người nước ngoài sinh sống ở Nhật Bản đang tăng dần qua các năm. Do có sự khác nhau về tập quán và văn hóa nên cũng xảy ra nhiều vấn đề hơn giữa người nước ngoài với người Nhật. Cơ quan chính quyền ở các địa phương đang thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế tình hình này. Tại trụ sở hoặc trên trang web của chính quyền địa phương đều có hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài, chủ yếu là tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Triều Tiên, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tagalog của Philippines. Trên trang web có thông tin về các cơ sở y tế sử dụng tiếng Anh và thông tin về các dịch vụ công cộng. Có cả hướng dẫn cách vứt rác, chẳng hạn như báo cũ thì gom lại đến ngày nhất định trong tuần mới đem ra vứt vì mỗi nơi quy định ngày thu gom rác khác nhau. Ngoài ra, còn có thông tin về hoạt động văn hóa trong khu phố và giới thiệu những khóa học tiếng Nhật do tình nguyện viên giảng dạy. Vừa rồi là phần Joe Tatsuno cột sự. Bây giờ chúng ta cùng luyện tập mẫu câu cơ bản hôm nay một lần nữa. Tôi đi ngân hàng, rồi sau đó đến công ty. Như vậy, trong phần ngữ pháp của bài học hôm nay, chúng ta đã học cách liệt kê tuần tự các hành động đó là bỏ đuôi ma sự của động từ trước thay bằng đuôi t sau đó thêm kara iki ma sự sẽ thành itte kara chúng ta cùng nghe lại đoạn hội thoại hôm nay một lần nữa. Anh <laughs> bộ 市市役役所所とと銀銀銀行に行行行にににってかか。ら会社に来ます。すすそうででで午前中に市役所と銀行ですね。はい。銀行で口座を開き各 bạn thân mến bài s ố sáu trong chương trình「cùng nhau học tiếng nhật」của đài phát thanh nhật bản nhk Hôm nay đến đây là kết thúc. Sáng mai anh Cường sẽ đi ngân hàng. Chắc hẳn anh đang căng thẳng hồi hộp lắm vì toàn bộ thủ tục mở tài khoản đều bằng tiếng Nhật. Liệu anh Cường có mở được tài khoản ngân hàng không nhỉ? Xin mời các bạn đón nghe trong bài học lần sau. Sayonara.